Chào anh em, mình vừa mới nhận một con Redmi Note 12, anh khách ở xa anh gửi đến. Máy này bị vô nước anh nè, bị vô nước nha. Và anh hiện tại anh thấy là máy còn nguồn nhưng mà nó không lên hình. Thì đối với trường hợp mà máy vô nước cái này, chúng ta cũng chưa có kết luận vội vàng được là bị cái gì. Nhiều anh em đè ra thay màng, nhiều khi thay cũng không lên đó. Mà cái nguyên tắc của Thịnh khi mà làm một cái máy vô nước, mình chia sẻ với anh em như thế này, một cái máy vô nước nó có thể rất nhiều tình huống xảy ra. Và trước khi chúng ta làm những cái ban lớn tốn tiền như là thay màn hình đó, thì chúng ta phải kiểm tra lại toàn bộ tất cả những cái phần khác trước đó. Khi nào chúng ta thấy ổn thỏa rồi, chúng ta mới tiến hành đến cái bước cuối là ráp cái màn hình mới vào đó. Điều này để tránh cho anh em cái tình huống là nhiều anh em máy bị vô nước, thì trước mắt cho là cái màn hình nó hư thật, anh em thay vào đó, tốn một số tiền. Tại vì màn hình nó luôn là một cái cấu thành tốn khá là nhiều chi phí khi mà chúng ta sửa chữa một cái máy đó. Mà anh em thay vô, anh em phát hiện ra nó xài nó lỗi tùm lum hết, lỗi tính năng, lỗi cam, lỗi wifi, mất sóng vân vân. Bởi vì máy nó vô nước, nó còn chạm cháy ở bên trong cái bo mạch, chúng ta chưa có xử lý mà đó. Thì chúng ta phải trừ hao những cái tình huống là nó lỗi quá nhiều, thì liệu rằng cái chi phí nó còn hợp lý hay không. Đó là cái kinh nghiệm khi sửa máy vô nước, chúng ta phải coi tổng quát hết. Chúng ta đừng có mà thấy cái gì làm cái đó liền đó, tổng quát lại hết rồi cuối cùng mới đưa ra một cái gói phương án cuối cùng. Khi mà hình sửa máy cho anh em bị vô nước, hình luôn làm theo hướng như vậy ha, để tránh cái tình huống anh em thay màn hình về xài cũng không được, hoặc là sau đó nó phát sinh ra nhiều vấn đề quá đó, thì chúng ta sửa nó lại không có hợp lý nữa. Rồi, dòng Xiaomi Redmi Note 12 này là dòng máy sửa chữa chủ lực của mình trong vòng 2 năm trở lại đây. Khi mà anh em bắt đầu xài cái máy này nhiều và bước vào cái giai đoạn nó cũng sắp hết bảo hành, hoặc là những cái tình huống máy bị từ chối bảo hành như thế này đó, thì Thịnh làm trên cái tinh thần là tiết kiệm và bền bỉ cho anh em. Mỗi cái máy mình làm ra, thứ nhất là đảm bảo về mặt chi phí, thứ hai là cái độ bền và cái chất lượng nó y chang như ban đầu. Anh em xài kỹ lưỡng, không rơi rớt, không mẩm nước gì nữa, thì nó không khác gì một cái máy mới ban đầu. Cái độ bền phải đạt đến mức độ như vậy thì mình mới làm. Có nghĩa là đạt cái hiệu quả tối đa của ngành sửa chữa, đó là tiết kiệm và chất lượng, hai cái yếu tố nó đi kèm song song với nhau, luôn luôn như vậy. Rồi, ok, anh em nào cần sửa Redmi Note 12, bất kỳ một lỗi nào từ đơn giản đến phức tạp nhất, anh em liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới ha. Chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả. Hy vọng rằng những cái clip ngắn ngắn như thế này của mình, tuy chất lượng quay nó không cao, nó cũng bừa bộn background rồi như vậy, nhưng mà cho anh em những cái kinh nghiệm ở vị trí người dùng ha, khi mà gặp bất kỳ một cái vấn đề nào cần sửa chữa. Rồi, cảm ơn anh em.